Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Thì như đã hứa, hôm trước tôi đã cung cấp cho các bạn một cái bài, đó chính là vòng thái tuế và ứng dụng vào việc luận đoán tính cách. Thì hôm nay tôi tiếp tục phân tích đưa ra một cái bài về phân tích về vòng tráng sinh. Thì thực ra ở trong khoa tử vi nó có ba cái vòng chính, gọi là vòng chính thôi, là vòng tráng sinh, vòng lộc tồn và vòng thái tuế. Thì cái đấy là bạn là rất nhiều những nhà nghiên cứu đã đều nghiên cứu chi tiết rất hay về những cái vòng vòng này. Thì hôm nay tôi sẽ cung cấp cho các bạn những cái bài phân tích về vòng tráng sinh, chúng ta sẽ hiểu kỹ hơn vòng tráng sinh nó là gì và tìm hiểu để kỹ về nó, để có những cái nhận xét sao cho thật là đúng mực, áp dụng vào việc luận đoán cho nó chính xác ở trong khoa tử vi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài là những phân tích về vòng tráng sinh. Thì đầu tiên ấy, thì cái vòng tráng sinh nó khác với hai vòng kia. Đầu tiên là khác với cả vòng lộc tồn. Tại vòng lộc tồn thì người ta còn gọi là vòng thiên thời, tại vì được an theo thiên can của năm sinh. Và vòng thái tuế còn được gọi là vòng địa lợi, tại vì được an theo địa chi của năm sinh. Thì cái vòng tráng sinh này ấy, thì còn có một tên khác là vòng nhân hòa, bởi vì nó được an theo cục của lá số, có nghĩa là lấy ngũ hành của thiên can và địa chi tại cung mệnh mà lập cục. Đó. Thì các bạn có thấy ở trên cái lá số tử vi ấy, người ta có ghi là cục khắc mệnh, cục sinh mệnh hay là cục mệnh bình hòa đó. Đó chính là cái dùng để an cái vòng tráng sinh này. Vậy thì cái vòng tráng sinh này được an theo ngũ hành của thiên can và địa chi tại cung mệnh để lập cục. Sau đó từ cục chúng ta sẽ an vòng tráng sinh. Vậy thì vòng tráng sinh còn có tên gọi khác là vòng nhân hòa. Thực ra để theo cái thuyết tam tài thiên địa nhân thôi, cho nó hợp lý một chút. Thì nó có một ứng dụng cái này, nếu mà bạn nào mà có học dịch học thì ứng dụng của cái vòng tráng sinh này nó cũng sẽ hiểu kỹ hơn đấy. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa của các sao trong vòng tráng sinh. Vòng tráng sinh nó bao gồm 12 sao. Và 12 sao trong vòng tráng sinh thì tượng trưng cho 12 hành khí của cuộc đời mà chúng ta thường gọi tắt là bốn cái quy luật sinh lão bệnh tử. Thì cái hành khí nó là gì? Hành có nghĩa là di chuyển. Còn cái khí nó là khí lực. Có nghĩa là cái này tượng trưng cho 12 cái sự di chuyển của khí lực trong cơ thể. Nó tượng trưng cho 12 giai đoạn trong cuộc đời. Và nó bao gồm các sao sau này. Sao đầu tiên là thai, là hành khí mới bắt đầu kết tinh, thời kỳ là gây mầm mống. Đó, có nghĩa là nó rất nhỏ, rất yếu ớt. Tiếp theo đến dưỡng, là hành khí đang được tăng lên như con được nuôi trong bụng mẹ. Tiếp theo là đến tràng sinh, hành khí bắt đầu được sinh ra như đứa trẻ con mới sinh. Thời kỳ manh nha phát động của hành, nhưng mà cái đến tràng sinh là cái hành khí này bắt đầu là nó có thể tự tự vận chuyển được chứ nó không cần nhờ sự trợ giúp của ai nhé. Tiếp theo là đến mộc dục, hành khí còn non yếu như con còn ấu thơ, phải được tắm gội cho sạch sẽ, chân tay vẫn còn rất là vô lực, rất yếu, không chống đỡ và cầm giữ được gì cả, còn non yếu dễ chết hay còn gọi là bại địa. Đó. Cái đất mộc dục này rất kỵ vào cung mệnh ở tử tha mão mão dậu nhá, cái này gọi cách đào hoa phạm chủ vậy. Rồi tiếp theo là đến quan đới, hành khí đã lớn như con đã lớn. Lâm quan là hành khí trong thời kỳ mạnh mẽ, đã phát triển được như con trai đã trở thành thanh niên lớn khỏe đi làm quan, cho nên là vị trí của lâm quan người ta còn gọi là lộc vị. Cái lâm quan này rất cần khi nếu mà nhập cung điền và cung điền và cung quan. Đó, cung điền cung quan hợp nhất là vào cung quan. Tiếp theo là đến đất đế vượng, hành khí đã vượng đến cực điểm, sắp sửa đi vào đến giai đoạn suy. Ở đây thì người ta gọi là vượng địa. Đó, suy là hành khí bước vào giai đoạn bắt đầu suy yếu rồi, là dư khí, vì lúc đó khí thịnh của đế vượng vẫn còn sót lại một chút. Đây là như kiểu đây là cái đến tầm từ 30 cho đến 40 là tốt nhất trong cuộc đời. Đó, thì ví dụ như đàn ông chẳng hạn, còn suy này là bắt đầu ngoài 40 đến 45 chẳng hạn. Đó. Đấy, khoảng khoảng đấy. Hành khí bắt đầu suy yếu lắm rồi, như là về già bắt đầu bị ốm đau và đến đến đất tử thì là hành khí tan, nó chết. Mộ thì là chôn vùi, là tạo hóa thấu tàn, có dư khí hồi quang phản chiếu một chút. Còn tuyệt là khí tuyệt, hoàn toàn không còn gì cả, còn gọi là tuyệt địa. Thì đây bao gồm 12 sao của vòng tráng sinh. Đó, thì bao gồm là thai dưỡng, đấy đúng không? Thai dưỡng mộc dục. Rồi đến cái gì nữa đây? Đây các bạn nhìn nhá. Tôi nói lại một chút này, 12 bao gồm này. Thai là một này, dưỡng là hai này, tráng sinh là ba này, mộc dục là bốn này, quan đới là năm này, lâm quan là sáu này, rồi đến đế vượng. Được chưa? Đế vượng. Sau khi đế vượng xong thì sẽ đến suy bệnh tử mộ tuyệt. Đó, thì đây là 12.
sao ở trong vòng tràng sinh nhá. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với những cái ý nghĩa của vòng tràng sinh, vì thực ra là tên gọi của 12 sao này thì bạn nào cũng biết rồi, nên chúng ta sẽ đến với ý nghĩa của nó. Thì ý nghĩa của vòng tràng sinh thì nó là cái gì này? Là ở trong chu kỳ trên ấy, hành khí có sức ảnh hưởng đến ngoài, đáng kể nhất là tràng sinh mộc dục lâm quan đế vượng và mộ nhá. Phân định ảnh hưởng trong 12 chu kỳ trên ấy, thì chỉ có vị trí của tráng sinh, mộc dục, lâm quan, đế vượng và mộ là có khí sức để có ảnh hưởng ra bên ngoài thôi. Còn tất cả những cái kia là mang hành khí nó thu vào trong. Hành khí nó thu vào trong. Có nghĩa là các bạn phải để ý khi nó ảnh hưởng đến bên ngoài ấy, thì ở các vị trí tráng sinh, mộc dục, lâm quan, đế vượng, mộ ấy, cái này nó còn có thể xung chiếu. Còn tất cả những cái kia thì chúng ta chỉ tính ở đồng cung thôi. Nhưng mà chỉ tính xung chiếu thôi nhá. Và nó sẽ ảnh hưởng rất ít, cái cung xung chiếu nó bị ảnh hưởng rất ít bởi những cái này. Tráng sinh, mộc dục, lâm quan, đế vượng, mộ ấy, nó sẽ bị ảnh hưởng rất ít thôi. Nhưng mà nó có ảnh hưởng. Còn các cái khác như suy bệnh tử tuyệt thì không, thai dưỡng thì không chiếu nhá. Nó chỉ có đứng đúng ở trong cái cung đấy. Đấy thôi. Cái tiếp theo là vòng tráng sinh được diễn tả sự thịnh suy của ngũ hành của cục. Sự thịnh suy này được diễn tả thông qua sự hưng thịnh hay sự suy trầm của cá nhân cũng như cha mẹ này, anh em này, vợ con, gia tộc, bạn bè, mọi mặt. Chúng ta gọi chung là ví dụ như phúc lộc thọ hay là hạnh phúc xung quanh ấy. Luận đoán các sao của vòng tráng sinh thì cần chú ý đến vị trí của sao này tại cung nào và căn cứ sự thịnh suy của ngũ hành của cục cùng ý nghĩa của nó và phải kết hợp với các sao khác. Có nghĩa là luận đoán ý nghĩa của cái vòng tráng sinh này khá khó khăn, tại vì chúng ta còn phải đi vào cả cục này, cả mệnh này, cả đi cùng chính tinh phụ tinh ở trong cung đó nữa. Có nghĩa là nó rất là nhiều thứ. Luận đoán liên quan đến vòng tráng sinh này có nghĩa là chủ người ta sẽ dùng cái này để người ta luận đoán về đại vận nhiều hơn, về đại vận nhiều hơn, có nghĩa là xem cái đại vận đấy nó đi lên hay là nó đi xuống đó nhá. Tiếp theo này, nhiều người sử dụng phân chia vòng tráng sinh thành các tam hợp như là sinh vượng mộ, mộc suy tuyệt, thai đới bệnh hoặc là lâm dưỡng tử, nhưng mà theo thiện ý thì tôi nghĩ là không nên xét các cái đấy của vòng tráng sinh trong tam hợp, không nên xét. Tại vì thực ra thì cũng có thể là các bạn xét thì cũng được thôi, không sao cả, đấy là nó là ý kiến của mỗi người, nhưng mà theo tôi thì không nên xét lắm. Tại vì sao nhé? Nhưng mà thử ví dụ một trường hợp. Ví dụ tráng sinh tọa thủ tại cung thì khi gọi cung này ta căn cứ vào tráng sinh mà luận đoán chứ không xét đến vòng của nằm trong tam hợp là của tráng sinh là mộ và đế vượng xung chiếu nhá, hay là bệnh, hay là nhị hợp với lâm quan hoặc là tuyệt. Đó, thì cái kiểu đấy sẽ là ví dụ nó rơi vào cái cách là mã gặp tráng sinh ấy, thì có nghĩa là chúng ta chỉ tính là mã gặp tráng sinh là mã và tráng sinh đồng cung thôi, chứ chúng ta không tính là mã tráng sinh xung chiếu. Vì nếu mà mã tráng sinh xung chiếu thì nếu đúng là trường hợp này thiên mã nó sẽ nằm ở nơi đất bệnh, thì gọi là trường hợp mã bệnh chứ không phải là mã tráng sinh. Đó, thì cho nên là cái việc mà chia làm ba, ví dụ như tam hợp tráng sinh đế vượng mộ lâm dưỡng tử đổi thay đổi bệnh, thì cũng có người ta chia, nhưng mà theo tôi thì không nên chia. Nhưng chỉ có duy nhất một cái trường hợp của vòng là cái tam hợp tốt nhất của vòng tráng sinh là tráng sinh đế vượng mộ thì nó sẽ có ảnh hưởng đến các cung xung chiếu một chút. Ví dụ tráng sinh sẽ có ảnh hưởng đến mã ở cung xung chiếu là nằm ở nơi đất bệnh, nhưng ảnh hưởng này rất ít và nó không tạo thành cách mã gặp tráng sinh được. Mã gặp tráng sinh là phải mã nằm ở đất tráng sinh luôn thì mới gọi là cách mã gặp tráng sinh. Các bạn chú ý nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với các vị trí tốt xấu của các sao ở vòng tráng sinh. Khi xét vị trí tốt xấu các sao ở vòng tráng sinh ấy, nhìn chung thì từ thai dưỡng tráng sinh mộc dục quan đới lâm quan đế vượng thì tốt hơn cái vòng ở cái giai đoạn đằng sau là suy bệnh tử mộ tuyệt. Cụ thể nó lại sẽ là như thế này. Thai dưỡng thì khá tốt, coi như là được, ok, tính là cũng rất là ok. Tráng sinh lâm quan đế vượng thì là thuộc dạng hưng thịnh rồi, sẽ có tác dụng rất tốt, nhất là ở tráng sinh và đế vượng thì là tốt nhất nhá. Mộc dục quan đới thì cái này cần kết hợp với sao tốt thì mới tốt, còn sao xấu thì dễ đưa đến phúc lộc thì không bền, dễ bị xấu theo nhá. Mộc dục và quan đới thì mau tàn, dễ thì mang, nếu mà gặp sao xấu thì dễ mang đến nhiều tai họa hơn, nhất là ở nơi mộc dục. Nơi mộc dục thủ thông thường thì nó là bãi địa. Phú có câu là sinh phùng bãi địa, phát dã như hoa, nghĩa là tuy phát nhưng mà không bền nhá. Không bền đấy, sinh phùng bãi địa, nhất là mộc dục mà nó nằm ở hai cung mão dậu gặp đất tử tham thì đấy là cái cách khá là xấu đấy. Nếu mà không gặp tuần triệt
hoặc là những cái thiên hình hoặc là như thế nào thì khá là xấu. Suy bệnh tử mộ tuyệt, đây là cái bộ về sau, thì hành khí không có tác dụng tốt rồi, nhất là tử mộ và tuyệt nha. Trong cái bộ đi xuống này thì đỡ xấu nhất là mộ, vì nó còn dư một chút khí của đế vượng. Tại nơi có hành khí mạnh như sinh vượng thì sẽ gia tăng sự tốt về mọi mặt, có khả năng giảm bớt sự xui xẻo, tai họa do các sao xấu gây ra. Còn tại nơi mà có hành khí yếu như là các cái sao như này thì thường ấy, nếu mà gặp xấu thì nó sẽ xấu hẳn lên, còn tốt thì nó bị đỡ tốt đi. Đây thì tôi đã ghi rõ ràng là giảm bớt sự tốt đẹp do các sao tốt gây ra và tăng thêm sự xấu xa do các sao xấu gây ra. Gặp sao xấu thì rất bất lợi, được chưa? Đó thì các bạn phải để ý một chút. Thì có nghĩa là nếu mà đại vận ấy, mà trong đại vận đấy các bạn thấy là cái cung đó rất là tốt, đi vào những cái năm mà nó lại hợp với cả mệnh của mình, rồi nằm cái chính tinh rất là đẹp, nhưng mà nó lại nằm ở những cái nơi ví dụ suy bệnh tử mộ tuyệt thì nó cũng đỡ, nó cũng không phải là đẹp lắm đâu, nó cũng nói chung là cũng có những cái điều may mắn nhưng mà nó không phất được hẳn lên như người ta. Hoặc là đến mà các bạn thấy là đến đại vận nó xấu nhưng mà nó lại nằm ở nơi tráng sinh đế vượng thì nó cũng đỡ xấu đi nhá. Thì có nghĩa là cái đại vận đấy, ví dụ mình sẽ gặp những cái chuyện như gặp chuyện mất tiền, hay là gặp những cái chuyện liên quan đến những cái vấn đề gọi là công quả, những vấn đề công công quyền chẳng hạn, thì cũng có thể là tai qua nạn khỏi, không có vấn đề gì. Không gặp tai nạn thì nó cũng sẽ là tai nạn va chạm xe cộ nhẹ nhàng thôi, đó ví dụ thế. Và chúng ta sẽ đến với phần thứ tư là tính chất cụ thể của các sao ở trong vòng tráng sinh. Thì tôi sẽ phân tích tất cả các sao, 12 sao trong vòng tráng sinh này. Thì hy vọng là sau cái này thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Đầu tiên của vòng tráng sinh không phải là sao thai mà là sao tráng sinh. Nó là bắt đầu. Còn kia là tôi sắp xếp 12 cái sao đấy theo một cái quy luật, nó tăng dần lên, nó theo cái đồ thị hình sin, đúng giống như cái nhịp tim của mình là tăng lên rồi giảm, rồi nó cứ đi theo hình hình sin này đó. Thì tôi đã sắp xếp như như thế. Còn bây giờ chúng ta đi vào phân tích để tính chất cụ thể của vòng, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái sao đầu tiên, đó chính là sao tráng sinh. Tráng sinh là giai đoạn mở đầu của nhân sinh. Nó không phải là giai đoạn mà sinh mệnh lực mạnh mẽ nhất, nhưng lại là giai đoạn mà sinh mệnh lực chứa đầy đặn nhất, có nghĩa là chứa đầy đủ nhất. Nó cũng như là cái giai đoạn mà một đứa trẻ mới sinh ra đời, nó chứa tất cả những thứ tốt nhất của cha và mẹ, cả những thứ tốt nhất mà nó cần để nó phát triển. Vậy thì tráng sinh nó cũng vậy, mặc dù nó chưa mạnh nhưng nó lại là chứa thứ tinh khiết nhất và tốt nhất, nó chưa bị ảnh hưởng bất kỳ một cái gì ở yếu tố bên ngoài cả. Vậy thì cung nào trong lá số có sao tráng sinh thì thường là trường cửu, tích lũy và rất đầy đặn. Những cung mà mang sao tráng sinh ấy thì cần gặp chính tinh đắc địa, cần gặp những bộ đắc địa để nó phát huy cái mạnh nhất, cái tốt nhất của những cái sao đắc địa đó nhá. Như mệnh mà gặp tráng sinh thì sinh mệnh lực mạnh mẽ. Ví dụ như là tham lang mà ăn đất tráng sinh đế vượng thì người rất thọ. Đó, thiên lương, đó, kiểu vậy. Quỳnh huynh đệ mà có tráng sinh thì anh em thân thiết nhá. Bạn bè, tri kỷ, cung phụ mẫu mà có tráng sinh thì hưởng phúc lộc của cha mẹ, sự giúp đỡ của quý nhân, ví dụ như vậy. Tráng sinh mà vào cung tài thì có tài sản tích tụ. Đó, tôi đang ví dụ thôi, còn tất nhiên là nó, nếu mà muốn kết luận thì các bạn còn phải kết luận theo cả vận, cả chính tinh, cả phụ tinh, cả các thứ nữa nhé. Duy chỉ có mã gặp tráng sinh thì vất vả ngược xuôi, vì thiên mã là chủ động quá nhiều rồi, nên có mới có câu phú là mã ngộ tráng sinh chung thân bôn tập, hoặc là mã hoặc là tráng sinh thôi thì vừa đủ, còn cả mã lẫn tráng sinh thì nhiều quá. Thì những cái người này tất nhiên là người ta cũng sẽ có những cái mã gặp tráng sinh thì là những người đi nhiều, thì chắc là cũng sẽ có những cái mối quan hệ, có học thức, cũng có tiền tài, công danh sự nghiệp, nhưng mà hơi vất vả đấy. Cũng các bạn cũng sẽ thấy là ở ngoài kia cũng rất có những người rất giỏi nhưng mà người ta làm việc rất nhiều, người ta vất vả đấy nhá. Thì cũng có thể là cái cách mã gặp tráng sinh, nhưng mà những người mà bản thân là mang sao thiên mã là những người có rất có nỗ lực, nhưng mà nếu mà mã gặp tráng sinh nữa thì hơi vất vả nhá, tính là vất vả. Tráng sinh thì ngũ hành là thuộc dương thủy, thể hiện lợi ích và sự bền vững, gia tăng thọ trường. Cái tráng sinh này cần nhất ở ba cung, đầu tiên là cung mệnh cần nhất luôn, tại vì nó gia tăng thọ trường. Cái thứ hai là ở cung thân và cái thứ ba là ở cung phúc nhá. Đó, tốt nhất là đóng vào mệnh hoặc phúc. Đây, vị trí xấu nhất là tại cung hợi, nếu gặp nhiều cát tinh đắc cách thì gọi là tuyệt xứ phùng sinh nhá, tại vì tại cung hợi thì nó là gọi là tuyệt địa. Nhưng nếu mà gặp thiên mã thì thăng trầm, lên voi xuống chó, có nghĩa là người này thì tính cách, nếu mà mã gặp tráng sinh mà lại ở hợi, nhất là lại còn gặp tuần triển,
thì lên voi xuống xuống chó rất vất vả. Nếu mà đóng tại dần thân tị mà gặp mã thì lại tốt, thì lại tốt dần thân và tị ba cung đấy thôi nhá, thành tự dễ dàng và may mắn. Đây chính là đây mới là đắc cách mã ngộ trạc sinh, được chưa? Còn mã ở hợi không đẹp, mã này là mã về nghỉ ngơi rồi, mã ở hợi là mã lúc chăm lúc lười. Đó. Đóng tại cung tật mà gặp nhiều sát tinh thì có bệnh lâu khỏi. Vậy thì cái sao tràng sinh này kỵ nhất là đóng vào cung tật đấy. Thứ nhất là phí, thứ nhất là phí. Cái thứ hai nữa nó lại thể hiện một cái vấn đề là có nhiều những cái bệnh vặt, mặc dù có thể là không có bệnh 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 nặng nhưng mà nó lại có nhiều bệnh vặt và bệnh khó khỏi, bệnh mãn tính, bệnh mãn tính. Đó. Tiếp theo, sao tiếp theo là mộc dục. Mộc dục thì chỉ giai đoạn thứ hai của nhân sinh, là người sinh ra trước hết cần phải tắm rửa cho sạch sẽ, đúng không? Để bỏ đi hết hết những cái huyết ô của bào thai. Tính chất của mộc dục tiếp tục là tích lũy nhưng lại đoán định qua tác dụng của sự đào hoa. À, tại vì nó có chữ dục ở trong này, tôi sẽ phân tích kỹ hơn sau, nhưng mà chủ yếu là cái này nếu mà bạn nào muốn nghe phân tích kỹ hơn thì các bạn nên đăng ký khóa học của tôi nhé. Mộc dục không phải là đào hoa, chỉ coi như là thiên đào hoa thôi, bởi vậy chất đào hoa của nó có phần là hơi bất chính một chút. Sau mộc dục gặp lộc tồn hóa lộc thì tính chất đào hoa biến thành tài lộc, khả dĩ nhờ người khác phái mà phân phát. Để bạn để ý đến mộc dục mà gặp hai ông sao lộc thì lại có lộc, nhưng có lộc người khác phái mang đến. Ví dụ như nam mạng mộc dục mà gặp lộc đi buôn bán quần áo phấn son hoặc làm ca sĩ thì ca kịch sĩ thì rất hợp cách. Ngũ hành của mộc dục là dương thủy, thể hiện cái sự trải chuốt, làm dáng và thích thay đổi, ưa ăn diện, thích sạch sẽ và có khả năng sinh lý cao. Đó, đấy là cái thể hiện tính chất của sao mộc dục. Mộc dục thì kỵ gặp các sao như là sao đào hồng, diêu cái, vì thể hiện tính dục càng cao thì càng dễ sa đọa, nhất là những cái bạn nữ nào mà gặp bộ này mà lại thêm ông thiên di có cự môn này hoặc là nô bộc có cự môn, thì nếu mà gặp những cái bộ này thì rất dễ là dễ mang tiếng, nhất là cự môn hoa kỵ. Hạn đến mộc dục mà đi cùng long trì thì có họa với sống nước, các bạn để ý một chút nha. Mộc dục đóng cung mệnh mà gặp nhiều sát tinh thì làm nghề thủ công mỹ nghệ, thợ kim hoàn, có nghĩa là những cái thợ mà mang cái tính chất tỉ mỉ ấy, thợ sửa đồng hồ này, hoặc là nói chung là những cái nghề mà nó mang tính tỉ mỉ, tần mần tỉ mỉ và có khéo tay nữa thì rất là hay. Mệnh vô chính diện ở đất mộc dục thì học hành dang dở, cố học cũng khó thành danh. Đấy, thì cái mộc dục này là không phải là một sao thông minh, mà vô chính diện thì nó lại còn không có cắt tinh, à không có chính chính tinh nữa. Thế cho nên là mệnh vô chính diện kỹ nhất ở đất mộc dục nhỉ. Đa học mà tiểu tiểu thành. Thực ra cũng không phải là đa học tiểu thành, nhưng mà nếu mà có cố thì cũng không thể học được, tại vì bản thân là mệnh vô chính diện. Mà ở đất mộc dục thì thường những cái người này nó lại có một chút cái ngoại hình thì nó lại hơi đẹp đẹp. Cho nên là dễ bị gặp những cái trường hợp ong bướm, khó tập trung vào học hành được. Nhá. Đó. Tiếp theo, sao thứ ba là sao? Tiếp theo là sao quan đới. Quan đới là đệ tam giai bắt đầu trưởng thành. Đấy nhá. Quan đới nghĩa đen là mũ mão và thắt lưng. Đó. Khi luận đoán thì quan đới là sự trưởng thành, đứng cung nào để mang tính chất chín chắn và phát triển. Đó. Ngũ hành của quan đới là thuộc dương kim, thể hiện sự đam mê về công danh chức vị, đóng tại cung quan là hợp nhất. Gặp nhiều sát tinh bại tinh thì như sợi dây thắt vào cổ, cái đai buộc vào người bế tắc khốn đốn và rất nhiều phiền lụy, hay có những ý nghĩ chán đời. Cung mệnh mà gặp quan đới gặp nhiều sát tinh cũng là một trong những cái, hoặc là cung vận đại vận thì cũng là một trong những cái cách mà liên quan đến những cái người mà có hay những cái tư duy chán đời, hay dễ nghĩ đến những cái việc mà xa lìa trần thế. Quan đới mà gặp hóa kỵ thái tuế không kiếp thì rất là xấu. Cái này nhất là nếu mà vào cung quan thì cẩn thận là dễ có những cái vấn đề liên quan đến tù túng nhá. Quan đới mà vào quan lộc tượng trưng cho hy vọng phát triển sự nghiệp, và cung phúc đức thì là đầu óc tư tưởng là thành thành thục. Quan đới đứng với các sao không và hoa cái thì có xu khuynh hướng triết lý, làm những nhà triết gia rất giỏi, nhưng mà thường nó lại không hợp, vì những cái quan đới mà gặp những sao không mà gặp hoa cái thì người ta gọi là thầy, kiểu như là thầy đồ nghèo, triết lý triết gia rất giỏi nhưng mà lại không có tiền tài. Quan đới mà đứng vào các cung phụ mẫu, huynh đệ, nô bộc thì trợ giúp cho các sao tốt đã có sẵn trong các cung này. Nếu sao quan đới mà gặp long trì, phượng cát, sao thiên tài, sao văn xương, văn khúc thì rất thông minh và có tài nghệ, học rất nhanh, hiểu rất sâu. Quan đới là một sao thông minh các bạn nhé. Quan đới đứng với thái tuế địa kiếp thì thành gia nhân trong nhà quyền thế,
Đấy, ví dụ như là ngày xưa ấy thì có một giai đoạn thì hình như là tôi không nhớ lắm nhưng mà hình như là thời nhà Lý thì phải, thì là à đâu hay là thời nhà Nguyễn thì phải, hình như là thời 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 nhà Nguyễn thì có một cái gọi là khi đấy quốc khố nó hết hết tiền rồi thì mới 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 có cái kiểu là mấy cái ông nhà giàu ấy, địa chủ ấy, ông ấy bỏ tiền là ông mua chức quan ở ở địa phương từ cấp huyện đổ đổ xuống. Nhưng mà vấn đề ấy, là mấy ông nhà giàu ấy thì lại không có nhiều chữ, thế thì hay thuê mấy ông sư gia ấy, thì sư gia bản thân nó chính là người hầu của cái ông chủ và nhiệm vụ tiếp theo là dạy cho mấy cái ông con của cái ông chủ đấy học. Thì đây chính là cái cách kiểu đấy này, quan đới đi cùng thái tuế địa kiếp thì thường là làm gia nhân trong nhà quyền thế đó, thì hay có nhiệm vụ là soạn những cái thư từ thư tín gửi lên quan trên hộ mấy cái ông mà bỏ tiền ra mua chức quan ấy, kiểu kiểu đấy. Quan đới gặp nhiều sát bại tinh thì biến thành cái thòng lọng là một sợi dây câu thúc vì công danh mà khổ. Thế cho nên là sao quan đới này nó là cái sự chín chắn, nó là cái sự thể hiện sự phát triển nhưng mà bản thân nó phải đi cùng cái sao tốt cơ thì nó sẽ hỗ trợ cái sao đấy đấy lên. Còn nó đi cùng cái sao xấu thì nó sẽ hình thành một cái gọi là sinh nghề tử nghiệp. Đấy, các bạn phải cẩn thận một chút khi luận cái sao quan đới này. Cái sao tiếp theo mà tôi rất thích đó chính là sao Lâm Quan. Lâm Quan sẽ là giai đoạn thứ tư. À, khi đã trưởng thành rồi thì tất phải ra đời phấn đấu. Xã hội xưa thì việc xuất sĩ được gọi là Lâm Quan, có nghĩa là ra làm quan phục vụ nhân dân. Đấy, thì cái sao Lâm Quan lại rất là tốt. Ngũ hành là thuộc dương kim, thể hiện về tính chất là khả năng nói, tính cách thì có phần hơi kiêu ngạo một chút, ưa khoe khoang và làm điệu bộ rất giỏi. Lâm Quan có tính hay khoe khoang và ăn nói thì hơi kiêu kỳ, nghĩa là nói theo kiểu kiểu cách. Cái đất Lâm Quan này là thể hiện như kiểu là một ông quan trẻ vừa mới thi đỗ, sau đó về quê làm quan ấy, thì cái tính chất nó cũng gần gần như thế. Các bạn cứ tưởng tượng nó như vậy là được. Ý nghĩa hình thể của cái sao Lâm Quan là nó là cái cổ này đó. Thế cho nên là nếu mà bạn thấy là cung tật mà gặp sao Lâm Quan thì rất là dễ bị những cái bệnh liên quan đến đường tai mũi họng nó liên quan đến nhau. Mà gặp cát tinh thì phát đạt rất là vui vẻ, gặp các sao mờ ám thì công việc bị ngăn trở rắc rối và rất là dễ dính đến những vấn đề chính chính quyền, tại vì cứ sao Lâm Quan là nó liên quan đến quan rồi. Chúng ta có thể hiểu thế cho nó đơn giản. Đóng vào cung điền mà được nhiều cát tinh thì nhà cũng sẽ có cái cửa rất to, hoặc là có cái giá trị, hoặc là đường vào rất to. Cái cửa nhé, đây không phải cái cửa mà các bạn hiểu, nó phải có cái cổng. Cũng là cái nhà này diện tích nó to và nó phải có cái cổng, mở cổng ra đi một đoạn sân mới đến vào nhà. Đó, hoặc là cái nhà này có sẽ có một cái làm một cái cửa rất là to, cái cửa to và ở mặt đường hoặc là mặt ngõ lớn, ví dụ như vậy. Lâm Quan này mà đất vô chính diệu xong rồi có nhật nguyệt miếu vượng chiếu vào là cái cách nhật nguyệt chiếu bích ấy, thì thôi nhà bạt ngàn ngàn đất nhá. Lâm Quan mà gặp đào hoa thì ưa phục vụ những người khác phái, công việc liên quan đến những cái người khác phái mà dẫn đến phát đạt nhá. Thất sát phá quân mà đứng với Lâm Quan này tạo thành tâm lý thích làm nhiều công chuyện khác lắm nghề, nhất là cái sao phá quân mà đi cùng Lâm Lâm Quan lại gặp thêm ông phá toái nữa thì rất là nhiều ngành nhiều nghề mà lại thích là đi những cái con đường mới mẻ trong những cái ngành nghề đó. Lâm Quan mà gặp thiên cơ thiên đồng thì công việc thường bị thay đổi. Lâm Quan mà gặp được Khôi Việt thì là người có chức vụ tương đối cao nhưng mà thường là giữ những cái chức vụ gọi là về bên cố vấn thì nhiều hơn cố vấn. Đấy là Lâm Quan Khôi Việt. Lâm Quan mà gặp các hung sát tinh thì dễ rắc rối phiền lụy về công việc và chức vụ. Nói chung là nó cũng không có cái trong cái vòng tràng sinh này, nó không không có cái cách gọi là chống đỡ được những sao sát tinh, thì cho nên nó rất kỵ sao sát tinh nhá. Cái tiếp theo là đế vượng. Đế vượng là giai đoạn cực thịnh của sinh mệnh lực, nó đã lên đến tối cao rồi và khi đến đây rồi thì chỉ còn một nước tiếp theo nữa là suy thoái, khỏe nhất mà cũng nhiều nguy cơ hơn cả. Ngũ hành của đế vượng là thuộc âm kim, thể hiện tính chất về uy nghi, gia tăng phúc thọ, giải trừ tai ách, đem lại công danh tài lộc. Ý nghĩa của sao đế vượng chính là cái lưng, cái xương cột cột sống nhá. Đế vượng mà gặp ở cùng đất bạch hổ thì dễ là bị đau lưng, đau cột sống. Đế vượng thì đóng cung nào cũng tốt nhưng mà tốt nhất ở mệnh tài quan mà điền và phúc. Đã. Mệnh tài quan thì làm nói chung là đóng cung nào thì cung đấy đấy tốt thôi. Cung mệnh mà có đế vượng lại gặp tử vi gọi là cách lưỡng đế, hạng người có tài lãnh đạo trời sinh. Tử vi mà có đế vượng thì gia tăng hẳn sự tôn quý, người này là có cái khí chất lãnh đạo, trông người ta rất là uy nghi bệ vệ, lưng thẳng,
người ta gọi là lưng hùm vai gấu, lưng thẳng, dáng mặt uy nghi bệ vệ. Đế vượng mà vào cung quan để là tốt nhất, nếu mà có thêm tả hữu thì càng hay. Đế vượng mà đứng với tham lang hỏa tinh hay linh tinh thì bạo phát bạo bạo tàn, tham lang đi với linh tinh thì không bạo phát, nó cũng bình thường thôi, nhưng mà nó dài hơn tham lang đi với hỏa. Thiên phủ thái dương thái âm thì cũng vậy, với điều kiện là thái dương phải đắc địa cho người sinh ban ngày, còn thái âm đắc địa cho người sinh ban đêm. Và thiên phủ với miếu vượng, có đế vượng thì khả năng lãnh đạo cực kỳ cao nhá, nhất là thái âm sinh ban đêm, thiên phủ miếu vượng lại còn gặp nơi đế vượng, mà nhất là bạn nữ thái âm cư hợi thì cực kỳ hay. Đây là cái cách mẫu nghi thiên hạ. Tiếp là sao suy, đây là giai đoạn của sinh mệnh lực chuyển từ vượng cho đến nhược rồi, bắt đầu sang cái vòng tuần hoàn chúng ta đang đi lên, bắt buộc chúng ta sẽ phải đi xuống thôi. Đấy là nguyên tắc của vũ trụ rồi, đúng không nhỉ? Ngũ hành là thuộc âm kim, thể hiện là tính chất là yếu đuối và suy kém. Suy mà đóng vào mệnh thân thì cũng làm cho con người ta cùn nhụt cái ý chí phấn đấu, làm việc thì hơi đầu vo đuôi chuột một chút. Và cung tài thì cái tự tin kiếm tiền là thiếu mạnh mẽ, không thể kinh doanh ở buôn bán lớn được, buôn bán nhỏ thì vẫn ok, nhưng mà thường là cũng không hợp cách lắm. Và cung quan lộc thì công chuyện, công danh quyền chức thì dễ bị đẩy vào thế yếu, con người phải gồng gánh lên nhá. Nếu mà vào cung phụ mẫu thì khiến cho quan hệ thân thiết với cha mẹ thì hơi có thể là xa cách nhau. Vào mệnh thân thì ý chí phấn đấu không bền. Và cung tài thì cũng hơi thiếu lòng tin. Và cung quan thì không hăng hái với công với việc là lập công danh, làm những việc an phận thôi. Suy lưu niên, lưu nguyệt để tác dụng mạnh hơn suy cố định trên lá số. Cung suy đóng ở cung phúc đức thì dòng họ nói chung là bắt đầu ít người dần nhá, nam đinh bắt đầu ít dần. Kỵ nhất là đóng ở cung phúc đức, họ hàng sa sút ly tán là sao suy. Tiếp đến là sao bệnh. Bệnh là giai đoạn đại biểu cho một giai đoạn phát triển trong quá trình nhân sinh. Vượng rồi suy, suy rồi bệnh, đây là không thể tránh khỏi rồi, nhưng không phải mang cái nghĩa đã là suy đến cùng cực. Ngũ hành của bệnh là âm hòa, thể hiện tính chất đau yếu, buồn bã và hay nhầm lẫn. Thế có nghĩa là nếu mà sau bệnh mà đóng ở cung mệnh thì người này có tính hay quên nhá. Kỵ nhất là đóng ở cung tật, đau ốm và triền miên. Nếu mà gặp thêm sau bệnh phù nữa thì bệnh càng nhiều bệnh và tính chất nó sẽ càng nặng hơn. Sau bệnh mà đi cùng bệnh phù là cái cách là lượng bệnh, như thế thì nó sẽ rất là vất vả, ốm đau sẽ rất là nhiều bệnh chồng chéo lên cùng một lúc nhá. Nếu mà sao bệnh mà vào cung mệnh thì cũng không thể luận đoán là người đấy mắc bệnh được, hoặc là sẵn sàng mang bệnh một người được. Nó chỉ là có sẽ một cái tính chất là hơi hay quên một chút thôi. Nó chỉ nói lên cái sinh mệnh lực không được vững vàng, có nghĩa là người nó hơi yếu so với những người khác. Những người này cần thì cần rèn luyện tập thể thao nhiều hơn nhá. Và phụ mẫu huynh đệ thì duyên phận với người thân nó bất túc, có nghĩa là không được bền đấy. Vào tài bạch thì ý chí kiếm tiền bạc cũng yếu, thiếu đầu óc thực tế. Nếu mà gặp hóa kỵ cùng các sát tinh khác thì do bệnh tật mà hao tốn tiền tài. Vào quan lộc thì trường hợp của các thiên lương thì nên theo đuổi nghề thuốc, hoặc là những nghề mà cần những cái cá tính không quyết liệt, ví dụ như là giáo viên, thầy thuốc đó, kiểu kiểu đấy. Nói chung là những cái nghề không cần bon chen với đời ấy, tại vì những người mà mang sáu bệnh ở cũng mệnh thì ít khi người ta cũng muốn bon chen với đời lắm, người ta hay nhường, mà lại ôm thêm vòng âm long trực nữa thì càng không muốn. Những người rất hiền lành. Sao bệnh cố định ảnh hưởng không nặng bằng vận hạn lưu niên, cho nên là cung bệnh mà đóng cung tật ách mà vào lưu niên thì sức khỏe năm đấy sẽ rất là kém, chú ý nhá. Tiếp theo là sao tử. Tử thì không thể giảm về theo lề lối văn sinh, nghĩa là chết chết được, không phải là chết. Bệnh là đến cùng cực của tử, là một giai đoạn yếu nhược hoàn toàn của sinh mệnh, có nghĩa là ở cái giai đoạn tử này, có nghĩa là cái giai đoạn yếu nhất thôi, các bạn phải hiểu nó là giai đoạn yếu nhất thôi nhá, giai đoạn yếu nhất. Ngũ hành của sao tử là âm hỏa, thể hiện tính chất là thâm trầm kín đáo, hay suy nghĩ, chủ sự tang thương buồn thảm. Để cho người mà đóng ở nơi đất tử thêm sao tang môn thì mặt lúc nào cũng buồn so nhá. Và thường là cuộc đời của những người ý cũng buồn, tại vì người ta toàn nghĩ đến nỗi buồn thôi. Thế cho nên là cung mệnh cũng không hợp sao tử lắm đâu. Tử mà vào mệnh cung thì tính là thâm trầm kín đáo, phải pha ít nhiều sự bi quan, rất dễ buồn. Các cũng như các sao khác thuộc vòng tráng sinh, tử ảnh hưởng vào vận hạn lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật thì mạnh hơn. Tử mà vào phụ mẫu huynh đệ thì thân thuộc sơ ly, nếu nó gặp kỵ, hóa kỵ hoặc là thiên hình cung này thì còn không được cả sự che chở nuôi dưỡng của bố mẹ nhá.
Nhớ đóng vào cung tài cung điền thì đỡ hơn, chỉ người tần thiện có của để dành. Nhưng mà nhớ là phải đi cùng đầu quân nhá, phải có cái sao đầu quân này này. Đó, tử nó cũng thể hiện cái sự thâm trầm kín đáo về nỗi ở dưới nó không mở lòng ấy, nó không mở ra. Nếu đóng vào cung phúc mà thêm nhiều sát tinh thì trong họ hàng phải có người chết trận, nhất là phải đi cùng linh tinh hỏa tinh, chết ở ngoài đường mất sát kiểu vậy, hoặc là chết ở ngoài đường đây phi liềm mã tang gì gì đó. Cung tử mà đứng ở cung phúc đức ấy, con người là tâm ý là thường là tiêu cực, là tớ không bao giờ thích chủ động an phận thì tùy thuộc. Tử mà đóng cung tài thì cái lòng mà ham kiếm tiền thì không có, nguội lạnh, có khuynh hướng dành dụm cất giấu hơn là xoay sở phát triển. Đây cũng là một trong những cái yếu tố thành nên cái cách mà đi tu. Ví dụ như tử tham mão dậu mà gặp nơi đất tử thêm ông không kiếp, ví dụ như thế, cũng là cái cách mà cũng là cái cách mà những người đi tu hay là những người mà theo đạo theo điếc ấy, là cũng có cái cách này, là tử cũng mệnh mà cũng phúc nhá, không thân. Tiếp theo là sau mộ, ba sao trọng yếu của vòng tráng sinh ấy là tráng sinh, đế vượng và mộ, gọi tắt là sinh vượng mộ. Sinh sinh là sinh ra mà lớn lên, vượng là cường tráng thành thục, mộ là sự tiềm tàng, có nghĩa là bắt đầu đến một cái giai đoạn chuyển, sắp chuyển sang một cái giai đoạn mới rồi, thì cái giai đoạn bắt đầu cái giai đoạn chuyển đấy người ta gọi là mộ. Vậy thì không có nghĩa là chôn đi sinh mệnh mà hoàn toàn đoạn tuyệt nhá, không nghĩa là như vậy. Ngũ hành của nó là thuộc âm thổ, thể hiện tính chất là chậm chạp, tư duy là không được nhanh nhạy, nhưng nếu đi cùng thái tuế thì lại thông minh, nhất là đi cùng thái tọa, thái tuế thái tọa tại tứ mộ rất tốt. Có câu là thai đa mê hoặc mộ tuế thông minh, cũng là sau mộ bình thường thì tính chất nó cái tư duy nó hơi chậm một tí, nhưng mà nếu mà đi cùng thái tuế thì lại rất thông minh đó, thai đa mê hoặc mộ tuế thông minh nhá, chứ không phải là mộ thiếu thông minh đâu đâu nhá. Sau mộ thì người ta hơi chậm, nhưng mà không phải là chậm lúc nào chậm cũng là không thông minh, mà có những người người ta cảm giác là người ta chậm hơn người khác, nhưng người ta đang tư duy, người ta đang đào sâu suy nghĩ hơn. Nhưng mà các bạn cứ đọc về những cái tiểu thuyết về ông Edison ấy, hoặc là ông Newton ấy, ngày xưa các ông ấy có phải thiên tài đâu các bạn, đi học còn được, còn còn bị thầy cô giáo bảo là ông này kém mà, nhưng mà người ta không phải là người ta kém đâu, mà người ta đang suy nghĩ ạ. Thế cho nên không không phải là những người thể hiện tính nhất chậm chạp là người ta kém thông minh đâu nhá, nhưng người ta đang nghĩ sâu hơn đấy, được chưa? Nhưng nếu mộ mà đi về thái tuế thì lại còn vừa thông minh, lại còn vừa là nói chung là kiểu thần đồng ấy, kiểu kiểu đấy. Mộ thái tuế tại mà phải nhất là đi cùng ông thái tọa được nhá, những người đấy trán cao rộng dài. Các bạn cứ nhìn mấy cái ông bác học trong mấy cái ảnh ấy, kiểu trán cao 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 lên kiểu kiểu đấy, như kiểu trán Bác Hồ ấy. Đấy kiểu đấy, rất đẹp, rất thông minh. Mệnh thân cung thì không nên đứng vào chỗ có sao mộ, tại vì sự khai triển thành công sẽ khó khăn và vất vả hơn. Qua kinh nghiệm thì tất cả những cung mệnh nào đóng vào tứ mộ thì cuộc đấu tranh cho sự phát triển thường khó khăn vất vả hơn. Ví dụ như bộ tử phá, bộ tham vũ, bộ thiên phủ, bộ thiên tường tật. Nói chung là vào tứ mộ ấy. Nếu vào thìn tuất thì vào hai cung thìn thì vào đất la võng. Còn vào xỉu mùi thì dễ là bộ âm dương cách trở kẹp hai bên, nó chưa chắc là nó đã đẹp. Nói chuyện là thường mà mệnh vào tứ mộ ấy thì là cái đất đấy nó cũng không 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 được đẹp cho lắm đâu, vất vả hơn, nhưng mà nó lại có sự thành công. Tại vì con người mà muốn thành công thì nó phải đi lên từ khó khăn, người ta sẽ trải qua nhiều và người ta hiểu chuyện nhá. Mộ mà đóng tại tứ mộ thì lại tốt, nếu mà gặp hóa quyền ở cung phúc thì dòng họ rất là vinh hiển. Mộ vào cung tài bạch thì lại hay là dễ là tích lũy của cải, tích lũy của cải. Các bạn không đừng mộ vào cung tài thì lại không có tiền, như thế không phải nhá. Nếu mà cung tài có xấu thì cũng không đến nỗi khổ với những cái người này có cái sự tích lũy tiết kiệm đó. Số giàu, nếu mà giàu thì bền. Hóa lộc đóng cung mộ thì tiền bạc thiếu linh động, có nghĩa là những người mà có hóa lộc nhưng mà lại đóng vào cái cung mà có sao mộ thì thường là có tiền, người ta hay đi gửi chứ người ta không đầu tư. Tiếp sao tiếp theo là sao tuyệt. Tuyệt là giai đoạn xấu nhất, tử với mộ còn là có sinh, nhưng mà tuyệt thì là tuyệt diệt rồi. Ngũ hành là thuộc âm thổ, thể hiện sự tiêu tán và đem lại bế tắc, cho nên là sao tuyệt đóng ở đâu xấu luôn ở đây, cứ xấu luôn. Các bạn cứ luận rất đơn giản ở cái sao tuyệt này, đóng phung phụ mẫu huynh đệ phu thê thì kể là tuyệt đối xấu, nếu mà thêm sát tinh nữa thì rất xấu nhá. Tuy nhiên thì đây nó chỉ là tạp diệu thôi đây này, đấy còn cần phải phối hợp với các sao khác ở cung này để quyết đoán, chứ không chỉ căn cứ ở mỗi sao tuyệt. Nhưng tuyệt mà đi cùng các sao xấu thì rất xấu, nó sẽ xấu hơn nữa nữa luôn. Tuyệt mà vào cung tờ đách thì có tốt như tuần triệt không? Đây là cũng có một số câu hỏi, một số bạn hỏi tôi. Thì căn cứ vào cái chữ tuyệt của nó thì là không, và trái trái lại thì là
Tuyệt mà vào cung quan và cung tài thì ý chí kém cỏi, ưa nản, thiếu hăng hái chiến đấu. Tuyệt và cung tận ách không phải là tốt nhá. Sao tuyệt và cung tận ách có nghĩa đôi lúc các bạn phải hiểu một vấn đề là lại là bệnh không có đường chữa, bệnh không chữa, không chữa được. À, sao tuyệt là xấu chứ không phải là sao tuyệt là tốt. Cái bản chất cái tính chất tuần triệt nó khác hoàn toàn với tính chất của sao tuyệt nhá. Các sách của Trung Quốc ấy thì không thể nói về cách tuyệt hỏa, nghĩa là tức là hỏa tinh gặp đất nơi đất tuyệt, nhưng mà sách Tử Vi Việt Nam thì lại có cách tuyệt gặp hỏa tinh khi mệnh đóng ở cung Hợi thì lại là người quật khởi hiên ngang, vận đến thì xoay chuyển thời cơ như cái con ngựa đích lưu ấy, của Lưu Bị nhảy qua đàn khê ấy. Nên là tưởng là khốn cùng rồi, không có gì được nữa rồi thì lại vượt lên. Nhưng cái cách tuyệt hỏa này nhé, cái cách tuyệt hỏa này muốn đỉnh cao nhất của cách tuyệt hỏa là mệnh đóng tại Hợi có gặp nơi đất tuyệt, có hỏa tinh thêm thiên mã gặp sao tuần, đấy là đỉnh cao nhất, thì đúng như Lưu Bị luôn, dồn đến chân tường rồi xoay chuyển tình thế lên làm vua. Và cái cách đấy rất hay là ở chỗ là nó lại gặp được những cái người mà người ta cùng chí hướng với mình, đến 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 với mình. Nhớ nhá, mệnh tại Hợi gặp nơi đất tuyệt, có hỏa tinh đấy, có thiên mã đấy, và gặp sao tuần. Đấy, cực hay, cách đấy cực kỳ hay. Tôi có một cái lá số về cái cách đó rất là hay luôn, của một anh bạn, gọi là bạn nhưng mà kém tuổi một chút, nhưng mà đỉnh cao, đỉnh cao. Gia đình thì không 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 có điều kiện, nhưng mà người ta là người có ý chí phấn đấu cực kỳ là người mạnh. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đến sao tiếp theo là sao Thai. Sau khi tuyệt diệt thì đến một sinh mệnh khác được khai mở, đó tuyệt là hết, nhưng mà đến thai là lại tiếp tục quay trở lại một vòng tuần hoàn nhá. Nhưng thai đại biểu cho sự yếu nhược non nớt, chưa có một sức mạnh nào cả. Vậy thì thai đóng cho cung mệnh ý chí thì thể hiện là những cái người này là thiếu ý chí một chút, đồng thời cũng đại biểu cho một hy vọng. Thế cho nên mấy câu là thai đa mê hoặc, những cái người mà cung mệnh mà có sao thai là những người thích gặp cái gì cũng thích cái ý luôn, nhất là các bạn nữ mà có thái âm lại gặp sao thai là đi ra ngoài đường là rất thích mua sắm, nhìn gì cũng thích mua. À, ví dụ như vậy. Ngũ hành của sao thai là dương thổ, thể hiện tính chất mê muội lầm lạc, có nhiều sự đam mê, chủ về sinh đẻ và thụ thai. Nếu mà đóng cung tử tức thì tất là có con, gặp nhiều sát tinh thì dễ là đẻ khó, đẻ ít hoặc là đẻ nhiều nhưng mà nuôi ít. Thế là ví dụ như là đẻ ba bốn đứa nhưng mà mỗi cháu, một cháu lại ở nhà nội, một cháu ở nhà ngoại, gửi gửi ví dụ như vậy nhé. Ý nghĩa hình thể của sao thai là cái rốn hoặc là cái âm hộ của nữ thôi, không phải là nam nhá. Thai mà gặp tuần triệt ở mệnh hay tật ách thì đẻ ra thì rất khá là khó nuôi, nhất là nếu mà phạm giờ kim xà thiết tỏa thì là lúc cái đứa nhỏ đấy, lúc nó nhỏ tuổi thì nó dễ là hay khóc, hay ốm, hay đau yếu. Sao thai thì cực kỳ sợ gặp kình đà linh hoạt, đây là cách những bệnh thần kinh bẩm sinh, ví dụ như là những bệnh đau, bệnh gì gì đấy. Tại vì bản thân sao thai nó không có một cái trở lực nào cả, nó không có một cái gì gọi là ý chí của nó rất là còn non nhá, nó không vững vàng như Lâm Quan, như Đế Vượng đâu. Thai ở mệnh mà gặp Khôi Việt Hồng Loan Xương Khúc thì văn chương cái thế, nhưng mà thường ấy thai ở mệnh mà gặp Hồng Loan Xương Khúc ấy thì đúng là văn chương cái thế, nhưng mà lại thích hay làm mấy cái thơ giống như là thơ của bà Hồ Xuân Hương ấy, kiểu đấy nhá. Thai ở cung Thê mà gặp nhiều sao ái tình như đào, diêu, cái, hồng thì dễ đổ vỡ hôn nhân. Cái cách mà thai sao thai gặp ở cung Thê mà gặp những nhiều những cái sao đào hoa tinh mà không có tuần triệt như thế này thì cũng dễ là cái cách mà nhiều đời chồng, nhiều đời vợ. Đại tiểu hạn mà sao thai gặp Thanh Long hoặc là Thiên Hỷ thì dễ sinh con, nhất là thai gặp Thanh Long, đại tiểu hạn thai gặp Thanh Long thì rất dễ là có bầu, các bạn phải chú ý. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đến với sao dưỡng. Thì dưỡng thì là nuôi, nó là một hành trình kết thúc của cái sao tràng sinh này. Kết thai thì chỉ lúc nào cũng phải nuôi dưỡng đúng không? Dưỡng với mộ bao giờ cũng ở hai cung đối chiếu nhau trên lá số. Dưỡng cũng như mộ đều mang ý nghĩa là tiềm tàng của ẩn phục, nhưng mộ thì ẩn tàng trong thời kỳ suy tàn, có nghĩa là mộ là ẩn tàng trong thời kỳ đi xuống, còn dưỡng là ẩn tàng trong giai đoạn đi lên nhá. Thì trong kinh dịch thì thường gọi là tiềm long vật dụng, cũng là rồng ẩn trong ao. Con rồng còn hơi còn khá nhỏ, cần phải một thời gian nữa nó đang ẩn mình ở đấy để nó tích tụ năng lượng, đủ năng lượng để nó còn lên trời. Đấy.
Dưỡng thì rất hợp cho thời kỳ sửa soạn để phát động. Bản thân sao dưỡng này rất thích hợp khi các bạn vào đại vận thứ hai, là cái đại vận từ khoảng từ 13 cho đến đại vận từ 12 cho đến 21. Cái đại vận mà lúc các bạn còn đi học ấy, và đại vận vào sao dưỡng thì rất là tốt, bố mẹ rất quan tâm chăm sóc mà để sau các cái đại vận sau của các bạn đến những cái nó đi lên tiếp thì sướng kinh khủng. Lại gặp tràng sinh, lại gặp lâm quan đế vượng các thứ thì đúng là những cái giai đoạn mà cần đi vào đâu trong cuộc đời, đến luôn cái đất của nó thì cực kỳ tốt nha. Dưỡng thì ngũ hành là dương mộc, có đúng một cái sao dưỡng này ngũ hành là mộc ở trong cái 12 cái sao ở trong vòng tràng sinh này, thể hiện tính chất là sự chăm chỉ và cẩn thận đó, tính chất của nó chăm chỉ cẩn thận, cho nên là nếu mà nó vào đại vận đi học thì rất là tốt, cũng chủ về sự nuôi nấng đùm bọc và phò trợ. Dưỡng mà đóng cung mệnh mà có nhiều cát tinh ấy thì ra ngoài nhiều người quý mến, thích quan tâm chăm sóc người khác, làm những nghề chăn nuôi rất hợp cách. Đại vận mà vào sao dưỡng là các bạn nào mà nuôi chó nuôi mèo đi bán thì cũng rất là hợp nhá, rất nhiều người đến nuôi rất mát tay. Dưỡng mà đóng cung tử tức thì dễ có con nuôi hoặc là nhận con nuôi ở bên ngoài. Dưỡng mà đóng tại cung phúc thì đi ra ngoài được nhiều người yêu mến muốn nhận mình làm con nuôi, đóng cung mệnh cũng thế. Nhận anh em, nhận con nuôi nhá. Sao dưỡng đóng tại cung nào mà thân cư ở đó thì nhiều mối quan hệ liên quan đến vấn đề đó. Ví dụ như là thân cư quan mà dưỡng đóng tại cung quan thì đi làm nhiều người quan, nhiều người yêu quý, nhiều người thích. Thân cư tài mà dưỡng nằm ở đấy thì lại có rất nhiều mối quan hệ liên quan đến vấn đề tiền bạc, người ta giúp đỡ cho mình trong những vấn đề mình kiếm tiền. Dưỡng đóng tại cung tật mà gặp nhiều sao xấu hội tụ thì hay đau yếu, bệnh nó khó khỏi, tại vì thực ra dưỡng nó cũng như sao thai ấy, tính chất của nó khá yếu. Gặp nhiều cát tinh thì cũng là bệnh đã xâm nhập tiềm tàng, có nghĩa là mình cảm thấy là mình bị bệnh nhưng mà nó chưa phát ra, nó vẫn ở ẩn 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 trong người này này. Sao dưỡng đóng tại cung huynh đệ thì anh em quan tâm đến nhau, có khi là có cả anh em kết nghĩa đó. Dưỡng vào cung quan để làm việc gì cũng cần phải suy tính, có kế hoạch chu đáo, không thể làm bừa bãi được nhá. Sao dưỡng vào cung quan nó sao dưỡng cũng tài được, ý nghĩa là nó cũng tương tự. Thì đây là những cái vấn đề liên quan đến 12 sao của vòng tràng sinh và những cái phân tích cơ bản nhất về những cái 12 sao của vòng tràng sinh. Thì hy vọng sau cái bài bài này thì các bạn sẽ có những cái nhìn tổng quát hơn về vòng tràng sinh và 12 sao của vòng tràng sinh. Thì cái vòng thái tuế thì tôi đã nói rồi, còn vòng lộc tồn nữa thì chắc là hẹn các bạn vào bài sau nhé. Thì nếu các bạn thấy hay hãy cho tôi xin một like, một share để tôi có động lực để làm tiếp những cái video tiếp theo, thì cũng gửi đến các bạn những cái kiến thức về tử vi. Và nếu bạn nào muốn đăng ký học tử vi thì hãy liên hệ với tôi, thì tôi cũng có một khóa tử vi, nhưng mà khóa này chúng tôi vẫn chưa, hiện tại tôi vẫn chưa tổ chức học offline, mà chúng ta có thể học online với nhau nhé. Trong cái khóa này thì có rất nhiều những thứ hay mà có thể cung cấp cho các bạn, tôi sẽ dạy từ A đến đến Z nhá, và hứa với các bạn là các bạn sẽ được trải nghiệm một cái việc học tử vi nó không không giống bất kỳ một thầy nào, tại vì thực ra khoe một chút là tôi xuất thân từ sư phạm, thế cho nên là cũng có một số những cái chuyên ngành liên quan đến vấn đề đào tạo sẽ tốt hơn. Rồi, ok, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong bài bài sau. Xin chào.